Đây, cái này nó để xin tê nó cái nó để 1.500 đô. Đấy, nhưng mà cái này không có thể. Chào cả nhà nha. Giờ em dẫn cả nhà đi chợ sớm cả nhà. Cả nhà cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà để em có động lực em làm những video độc lạ cho cả nhà coi nha cả nhà. Giờ mời cả nhà theo em nha. Giờ người ta đang đổ dưới đất đầy hết cả nhà. Đó, mấy cái tượng đồng rồi nè, dịch đồng rồi, thiên nga đồng rồi đây nữa nè, đồ đồng với đồ trong nhà không nha. Bên đây cũng vậy, đồ đồng với đồ trong nhà là đại bàng rồi nữa nha, đồ trong nhà xe đồ chơi nè, rồi mấy ông già Noel nữa nè, rồi giữa hoàng máy may nữa. Đó, giờ chợ đông vậy nè, chợ nó đang mua đông vậy đó, quá trời luôn nha. Ở đây có mấy đầu tượng nữa nha, đây có cái tượng tượng này nó gãy nó lòi bột nha, nè, bột đá nè, Trung Quốc giờ nó làm bột đá hay giả đồng luôn nha, nhìn giống đồng nhưng không phải đồng, nó lòi cái màu bột đá này nè, màu bột này. Đây quá trời đồ cũ cái nha, đồ cũ nhóc hết trơn, đồ cũ. Đây nhóc đồ cũ trên bàn cái nhà này, đồ cũ hay nhiều cầu thang rồi ba cái tủ sắt lên nè cái nhà. Đó, tủ sắt này cũng đem ra nữa cái nhà, trong nhà là làm đặt được cái gì là người ta đem ra cái đó cái nhà. Này máy hút bụi nè, máy mà đánh bóng gạch bông nữa nha, nó đánh bóng trà bóng gạch bông luôn này, cái ai mát này cái nhà, nguyên con cùng thùng này. Rồi bình ga này, bình ga rồi xe lăn điện rồi này, quá trời đi nè, đồ người ta còn chất đóng đóng sao nữa, nhà mình chưa đem ra hết. Bên đây cũng nhóc nè, đồ cũ rồi, nhóc đồ cũ hết. Bên đây cũng vậy nè, đây nhóc đồ cũ hết trơn, thượng vàng hạ cám nghe nha, chịu khó lục nghe nha, chịu khó lục không có đồ. Quá trời lò này, cái lò nhỏ nhỏ. Hàng ta đang dọn ra này, nhà ta dọn từ từ ra sáng sớm. Giờ này 7 giờ cái nhà. Giờ 7 giờ sáng ở chợ Golden West, chợ trời người Việt nghe nha. Chợ trời người Việt Golden West. Giờ người ta đang dọn ra như nè. Thượng vàng hạ cám mấy nhà, đi sớm được đồ sớm. Đi sớm được đồ ngon nha, nha. Còn đi trễ người ta lục hết trơn, mình không có đồ. Ở nhà vừa khó đi sớm một tí, vừa ấy mà vừa ghẻ nữa. À, đây chỗ này bán máy móc nè cái nha, nồi cơm điện, máy sinh tố đủ kiểu. À, ba cái nồi cơm điện, máy nướng bánh mì rồi nha, nó máy sinh tố rồi ở đây đầy hết cái nha. Rồi, thường vàng hạ cám. Đây bán cái đèn Oren nữa nha. Rồi máy may rồi nè, máy may nhóc máy may thì. Rồi đây có cái ghế nhỏ xíu,
có cái radio cassette này nè. Đây máy móc nhóc hết kia. Đây máy quay phim đời cũ. Đây máy mài móng. Đây đồ chơi cho cái máy máy quay phim nha. Nguyên bộ thâu microphone. Máy bay không người lái. Ở đây có laptop này. Nhóc laptop này. Mình chạy con gì đây? Con này là co khoai thế hệ thứ 8 nha. Con này con co khoai thế hệ thứ 8. Con này con thứ 3. Ở đây đồ trong nhà nó dọn ra nó cái mấy cái chậu bông này nè. Chanh ảnh nào cho bông nè, ta cũng đem ra bông hoa kiển, ta cũng đem ra hết cả nhà. Đây có cái bằng ủi nè, nó đồng đen nè, cái nhà đen thui luôn nè, đó nguyên cái bằng ủi đó cả nhà, ngày xưa nặng lắm nha, nặng lắm luôn á. Đây nó có cái đế nè, đó nguyên bằng ủi bằng đồng đen nè cả nhà, đen thui vậy đó, đế đen đầu đen hết, đen từ trong ra ngoài luôn. Rồi giờ nó đang dọn ra nữa nha. Thượng vàng hạ cám thế nha. Đây nó bán đủ thứ đó nha. Khoai lục trong mấy cái thùng nữa nha. Nó nằm dọc dọc đây nữa nha, nhiều khi nó dục mấy cái đầu độc độc. À, đây nè cái, đây là cái đồng hồ hai lỗ nè cái nha, cái này Korea, made in Korea. Cái này đồng hồ mặt men mà có một lỗ cả nha, mặt men một lỗ. Dưới đây nó có cái đồng hồ nữa nha, đồng hồ này đồng hồ Campbell không có lỗ. Bên đây nó có cái dàn máy nữa nè, đồ trong nhà không xài đem ra đây. Nó nhóc con ta hết trơn, con ta nhiều lắm nha. Chợ này chợ Golden West này nha, sáng sớm. Hi Bill, good morning. Yeah, good morning. Hi. Hello, how are you? Okay, thank you. Đồ đang dọn cái nha. À, quần áo nó phải nha. Đồ nó cũng đang đổ đồ ra nè. Đây có cái sub Fox Audio 10 inch này nha. Cái sub này 10 inch. Đồ nó cũng dọn ra từ từ nha nè. Thử vàng hạ cám cái nha, chịu khó lục cái nha. Đây đồ cổ nè cả nhà, đó. Nguyên một bàn đồ cổ đây nè. Cái này là thật giả lẫn lộn nha nha. Này tùy trình độ nha, mỗi người nha cả nhà.
Đây là mấy cái đồ là Loisane nè. Đó, cái này hai màu này khác nhau nè cả nhà. Đó, một màu mới, một màu cũ nữa. Cái này mới nè. Cái màu này cũ nè. Cả nhà nhìn dễ biết lắm. Nha. Dạ, đây đồ mà đồ của đời Tống đời đường mình hầm mộ chôn theo nha, nhưng mà thiệt giá tùy cả nhà nhé. Đây nè, thiệt giá là do cả nhà nhé, tùy trình độ cả nhà nhé. Này ông Khổng Tử nha, thì tượng ông Khổng Tử. Đây, đó, cả nhà nhìn cái đích là biết ha. Nhìn cái đất là biết nó rồi. Đây nè nè, trời trời là vậy đó cả nhà, vàng phao lẫn lộn này. Đây có cái cặp bình nữa cả nhà, có mộc nữa nè cả nhà, thấy không? Mộc để đại minh, đại minh cả nhà. Này cái này cũng có pháp lam của Nhật nha, nha. Phong cách vẽ này là của Nhật. Đồ này là đồ của Nhật. Đó. Đây nó làm theo chiều Tống nha. Nha. Đó, nhưng mà cái này cái nhà nhìn cái đít là biết rồi nha. Đó. Nó làm theo đường Tống thôi. Nè, nó cái nhà nhìn cái nắp trong nữa ha. Đó. Đích này nè, mới lắm nha. Nhái theo phong cách Khang Hy. Ở đây nè. Đồ mới vẽ này nha. In xấu nên vô xấu. Đây nè nha. Ở đây tượng chuông. Ở đây có mộc càng long cả nhà. Mộc là mộc càng long. Đó, để chữ mộc càng long nè. Dễ gồng nữa nha, mới nè, đều là mới. Mà đây dễ thủy thử nữa nha, thủy thử nữa nè. Đây ông Thọ nữa nha. Ông Tâm Tạng hay Địa Tạng gì đây nữa nè. Cả nhà ai biết comment xuống cho em nha, mấy ông Phật thì anh không gạch nữa nha. Ông này ông Thái Ất nè. Cái này nó giống như là đá mà không phải đá, cái nhà nó nhẹ lắm, nó không phải đá. Nó giống đá vậy đó, nhưng mà nó không phải đá đâu, nó nhẹ. Cái này không trầm bạc nữa nha. Cái này bạc nhưng mà nó không phải bạc đâu, nó mộc nha, để 800 đô cả nhà. Nhưng mà này không phải bạc. Rồi, cái này nó để xiên tê nè cả nhà. Nó để 1.500 đô nữa. Đó, nhưng mà cái này không có thấy sớ đấy, không có thấy sớ từng tê. Còn cái này nó cũng để từng tê mà 900 đô thôi nha, nhưng mà nó không phải đây. Đây này, trầm trầm này mới này. Mấy bình trà này. Đây cái đít này, đít mới đó. Cái này gậy như ý này. Này pháp lam. Cái này pháp lam không à. Đây mấy đồ mới. Đó, đồ giờ nó đang dồn ra nhiều lắm cả nhà. Nhóc hết trơn rồi. Đó. Quá cái đồ. Điểm gì cũng không vừa ý. Đây nè cái nhà. Đây nè cũng đang bán quần áo nè nè. Quần áo nữ trang nè.
Đây bán mấy cái chậu nữa nha, 200 cái kìa nha. Đây là 200 cái chậu. Bây giờ ở đây ra đầu đông lắm nha. Đây có mấy cặp lobo nữa. Đó, hai cái lobo nữa nha. Rồi máy câu cá là nhóc nha. Bây giờ nó đang đông. Chợ này sáng sớm là đông lắm nha. Sáng sớm nhiều người lựa lắm. Đây có cái đồng hồ hai lỗ đó nha. Hai lỗ đánh công nhện 100 đồng. Bên đây là chén dĩa son nồi đầy đó nha. Đây. Bây giờ người ta đang lục đồ quá trời luôn. Còn này là cái gian hàng bán hoa kiển của người Việt đó nha. Lan, bông, ớt rồi nha. Rồi sứ rồi nè. Làm YouTube phải làm cái gì vậy? Đây sứ nữa nè. Đủ thứ hết nè. Có sen. Đây có sen đẹp quá nè. Sen có bông luôn nè. Trồng ra bông luôn nè. Đây ra cái đài luôn nè. Đây trồng hay thì đồ Việt Nam có đủ. Có bèo nữa nè. Đây có bèo nữa. Sen bèo có đủ. Có mẫn cầu nữa. Mẫn cầu có trái luôn nha. Trồng ra trái luôn. Đây gian hàng bông hoa của Việt Nam đẹp. Còn kế bên là cái quầy phở nữa kìa. Tiệm phở của Việt Nam. À, người ta cũng đang dọn nữa kìa. Tiệm phở của người Việt luôn đó nha. Đó để chữ phở cái nhà thấy không? Đó có cái cờ để chữ phở đó. Cả nhà đi qua bên đây cái nhà xài tiếng Việt cả nha. Trả giá bằng tiếng Việt ta cũng hiểu. Cả nhà trả giá bằng tiếng Việt hay là nói chuyện bằng tiếng Việt đồng hương không cả nha. Đi chợ Việt Nam cũng trả giá sầm hết trơn. Đủ thứ hết kìa.